Chú đi đâu về? Lượm. Hả? Lượm. Đi lòm hả? Chú làm cái gì? Lượm. À, chú này là đi xà lui nha mọi người. Ồ, nhà chú ở gần đây không? Gần. Chỗ nào? Mà sao Tết mua sắm Tết gì chưa? Hả? Chưa sắm Tết gì hả? Sắm Tết được nhiều chưa? Chưa hả? Giờ bà chú đi đâu đây? Nhà chú chỗ nào? Đi về nhà hả? Mà chú đi là chú đi xà lui vậy đó. Ồ, đây là cái gương của chú luôn. Ồ, là mình đi mình nhìn mình thấy đường đó, mình lái mình đi. Sao chú đi thử con sao nào? Ồ, chú là đi là phải nhìn kính chiếu hậu, có là xe thiết kế là kính chiếu hậu luôn. Dạ. Ồ, tiền có nhiều nè, tiền đâu nhiều á? Cho. Họ cho hả? Ồ, là họ cho chú tiền á. Ừ. Chú lái qua gáp này được không? Chú lái qua phía bên này được không? À, chú đi vậy nha mọi người. À, một người đàn ông mà đi sờ lui bao nhiêu năm nay là đi sờ lui thôi đúng không? Dạ. Mình đâu có đi tới được đâu. Dạ. Chú phải dùng cái xích bằng cái đôi chân này, chú đẩy chiếc xe chú đi. Đấy. Mọi người thấy không? Đấy. Dạ. À. À, chú thiết kế cả chiếc xe chú đi như vậy luôn. Rất hay. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chú cho hỏi thăm chú bao nhiêu tuổi rồi? Nhân. Bao nhiêu? 10. 50. Ừ. 50 tuổi. Ừ. 50 tuổi mà có bà con gì không? Không bà con gì hết. Chú đi vậy rồi ngày nào chú cũng đi ấy hả? Đi làm gì? Chơi. Đi chơi. Đi rong rong đi đường đó người ta thấy thường người ta cho chú hả? Ồ, hôm nay bao nhiêu Tết rồi chú biết không? Bữa nay ngày mấy Tết rồi? Hôm à hôm 9, hôm 9 Tết. Wow. Cái chân chú là bị hồi nhỏ luôn hay sao chú? Dạ. Dạ. Hồi nhỏ là bị rồi. Ồ. Đi như vậy nó khó không? Chú đi như vậy nó khó không? Đi như vậy nó khó đi không? Mình lái mà đi xà lui miết rồi á. Đây là một người chú tên gì hả? Bé. Bé hả? Bé. 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 À, chú tên bé. Chú bé năm nay 50 tuổi ở thành phố Quảng Ngãi. Người đàn ông mà đi ngược thôi. Đi. Đi ngược đúng không? Chuyên đi ngược. Chú là bao giờ năm nay cưới vợ chưa? Tết năm nay cưới vợ chứ? Hả? Không, năm nay không cưới. Lì xì cho chú nhá, lì xì Tết. Đây, bọc vô đây đúng không? Rồi, bọc vô đây nha. Rồi, về cắt tiền nha, cắt tiền kỹ nha. Rồi đi đi bao nhiêu năm nay là chú đi xà lui miết như thế này đây? 50 năm rồi đó con. Ủa, vậy là chú là... Quen. Chú người quen là chú đi bao nhiêu năm rồi chú? 50 năm đi thế này. Nó bị trong bụng mẹ ra là cái hồi là 50 năm rồi. Dạ là cứ đi xà lui miết vậy đó hả? Xà lui là nhóm đi thôi chứ tay cầm không được, nói không được. Tất cả mọi thứ là trời khiến cho nó nhích cái chân chú. Trời khiến cho nó chỉ vậy thôi. Là cứ dùng cái chân đó chích à, dùng chân là chích một chút đó đi thử đó. À, cũng may mắn là còn có được chút chân, may mắn là được chút bao nhiêu đó. Hoàn cảnh là sao chú? Cảnh thì cũng tạm sớm thôi. Dạ. Mỗi tháng thì nhà nước cũng cấp cho được 700 à, mỗi tháng là nước có hỗ trợ tiền khuyết tật á? 700 mỗi năm thì nó tăng 700 thôi. Thấy đi trên đường là nhiều người thấy thương, người ta hay ghé cho tiền. Rồi đi rồi họ cho tiền rồi về là nói thiệt của cháu là cắt làm sao cái bớt đó rồi vậy chứ rồi cũng đi về dưới à, quê là nó ở dưới ấy á. Dạ. Chú đó tên bé không? Chú bé không? Tên bé Võ Phi Hổ. Phi Hổ ở trong ngoài bé. Võ Phi Hổ năm nay 50 tuổi á. À 50. Dạ cảm ơn chú. Ôi không có ô mưa hay đi rồi nó ướt mình luôn rồi.
Chú không lái vô nấp mưa đã họ về. Lái vô kia tạnh mưa đã về chứ ướt mình. Chú lái vô kia nè cho nó thấy mưa đã về. Thế cần con đẩy đi không? Đẩy nha. Con đẩy hả? Ừ. Con đẩy chưa hả? Chú đẩy cho chú. Chú đẩy cho đẩy. Chú đẩy cho chú được đúng không? Rồi, đôi chục mưa. Rồi. Lui lui luôn không? Rồi mình kéo cho nó tạnh mưa rồi mình về nha. Dạ rồi rồi rồi. Quay không được. Rồi đói. Rồi quay qua. Quay xíu nữa đi, quay xíu nữa đi. Rồi. Ok. Rồi, hết mưa rồi đúng không? Mình đi mình kiếm cái dù mình đi. Vậy là chú là hổ, chú tên hổ, võ phi hổ, đúng không? Phải võ phi hổ không? Ồ. Hôm nay thì 29 Tết. Mọi người đều đón Tết rất là sum vầy. Chú hổ thì vẫn còn chạy xe đi trên đường. Một người đàn ông chuyên đi ngược. Đi ngược là bao nhiêu năm trời rồi? Là đi ngược, đi ngược mít gì đó chú? Đi vậy thôi chứ không đi tới được đâu. Đi rất là khác biệt so với những người khác đúng không? Nghĩa là nó chỉ có một cái thế là chỉ vậy thôi. Nó thấy cái thế là chỉ vậy thôi. À, nếu mà thế không đi ngược, không nhích chân là không thể nào đi được, di chuyển được cái xe. Vậy thôi. À. Nhưng mà chiếc xe lan của nó là phải sửa lại chứ còn thực tế ra mà cho chiếc xe lan đem về cũng chỉnh lại chứ còn không là không. À, xe lan mà phải chỉnh lại. À, mà đi mà không đeo khẩu trang vào, dịch mà đi ngoài đường nguy hiểm nữa. Hả? Nước để đó là khát là uống. Đó, khát nước uống. Về tách chứ, về ăn tách chứ. Gương. Ồ, có đôi giày đẹp ha, có đôi giày mới luôn á, đẹp á. Chú là ở nhà gần nhà này không chú? Gần hả? Rồi, con ghé đi đường con gặp con hỏi thăm tí. Rồi con đi ngang, chúc chú đón Tết vui vẻ. Dạ. Ha. Tạm biệt. Qua Tết có dịp gặp lại ha. Dạ. Rồi, tạm biệt chú nha. Dạ, mấy dạ đó. Dạ. Và sẽ đi chú.